Khoan đã. Trước khi các bạn khẳng định rằng đây là một video ăn tiền quảng cáo laptop ấy, thì cho phép mình được trình bày trước là như thế này. Đây là một con máy của MSI. Thế nhưng mà cái vấn đề ở đây là không phải MSI trả tiền cho mình để làm video này, mà mình phải trả tiền cho MSI mới có máy để quay video cho các bạn. À, thật ra thì vào là tiền của mình cũng không hẳn các bạn ạ. Cái này là máy của người khác, mình chỉ mượn về để review thôi. Con máy này thì là của thằng em họ mình. Ông nọ thì ông chú mình đưa tiền cho mình nhờ mình là đi mua cho nó một con laptop và một con máy tính để chơi game. Đấy, thì mình mua về hộ nó là con này. Nhưng mà mình không hiểu tại sao là mấy ông chú ông bác nhà mình rất hay nhờ mình đi mua đồ công nghệ nhá. Kiểu cứ nghĩ mình làm trong lĩnh vực công nghệ là nhờ mình đi mua là sẽ được đồ ngon ấy. Không hẳn là như vậy đâu. Nó giống như kiểu là các bạn nghĩ rằng là các bạn sẽ đưa con gái của các bạn cho một cái thằng làm môi giới mại dâm chục ngàn đô và các bạn hy vọng rằng con gái các bạn trở thành hoa hậu người mẫu. Không, xin lỗi, ở đây chúng tôi không làm như thế. Ok. Nhưng mà thôi, chúng ta không nói về câu chuyện mại dâm trong video ngày hôm nay, mà mình chỉ muốn nói về cái con laptop này thôi. Đây là chiếc MSI GE66 Rider. Và cái lý do mà mình làm video này ấy là bởi vì mức giá của nó lên đến là 54-55 triệu các bạn. Thực sự rất là đắt đỏ, xịn sò. Thế nên là mình muốn làm một cái video kiểu trải nghiệm đánh giá nhanh một chút về cái con máy này, vì nó cũng khá nhiều những cái đồ phần cứng xịn sò rồi công nghệ hay ho trong này nữa. Và đồng thời là để bù lại cái công mà mình đi mua hộ thằng em mình. Thế nên là bắt đầu intro thôi. Cái điều đầu tiên mình để ý đến khi mua một con máy giá vài chục triệu đồng là cái chất lượng build, cái chất lượng hoàn thiện của nó. Thì về cơ bản, con này đáp ứng được nhu cầu của mình. Khi mà mình cầm thử chiếc máy này lên thì mình có một cảm giác khá là cứng cáp và chắc chắn. Các bạn có thể thấy là về cái phần màn hình mình có thể bẻ nó và mình cảm thấy cái độ flex nó không nhiều, tương đối là chắc chắn đấy. Cái phần bản lề khi mà di chuyển này cũng cảm nhận được một cái sự hoàn thiện ngon ở đây. Rồi chưa kể đến nữa là khi mà chúng ta ấn vào cái khu vực bàn phím thì không có hiện tượng là flex. Đây là một cái điểm mình khá là thích, mình thích những cái gì nó chắc chắn, nó cứng cáp một chút. Tất nhiên là nó sẽ cứng cáp và chắc chắn, đi kèm với đấy thì nó cũng sẽ hơi nặng một chút các bạn. Chiếc máy này thì nó có cái khối lượng là khoảng độ 2.3-2.4 gì đấy, mình không nhớ chính xác lắm. Thì mặc dù nghe con số thì có vẻ không nhiều, thế nhưng mà khi mà cầm trên tay thì sẽ cảm thấy nó tương đối là nặng nề một tí. Thế nên là nếu như mà mình sử dụng con máy này thì mình chắc là sẽ không mang đi kiểu hàng ngày để sử dụng đâu. Chắc thỉnh thoảng lắm mình mang ra khỏi nhà thôi, chứ còn chủ yếu thì mình sẽ để ở nhà để mình chơi game. Về cái thiết kế tổng thể thì các bạn có thể nhìn thấy luôn là nó có rất nhiều cái đường nét rất là hầm hố, nhìn qua biết ngay là đây là một con laptop gaming, nên có lẽ mình sẽ không cần nói nhiều nữa. Thế nhưng mà có một cái điểm mình thấy nó khá là hay là cái thiết kế của con này, nó là một cái sự kết hợp tương đối hài hòa giữa cái vấn đề là đơn giản và màu mè. Đơn giản là bởi vì sao? Các bạn có thể nhìn thấy vào cái phần nắp máy ở đây, cái thiết kế của nó thì nó cũng không có gì cầu kỳ cả. Cái con tiền nhiệm của con này nếu như mình nhớ không lầm là con GE65 Rider, nếu mình nhớ không lầm, thì con đấy nó có hai cái giải đèn LED rồi có sơn màu đen rồi logo làm đỏ loẹt loẹt các thứ. Thì mình, cá nhân mình thì không thích ở đấy lắm, mình thích một cái sự đơn giản như này hơn. Cái logo họ cũng chỉ làm những cái đường nét cơ bản thôi chứ họ không có đổ màu vào. Thực sự thì nhìn cái máy nó tổng thể nó hòa hợp hơn rất là nhiều. Đấy là cái sự đơn giản. Còn về cái mà màu mè ấy, thì nó nằm ở đây các bạn. Chính lóa, dài đèn LED RGB chạy ở phần phía trước và chạy cả phần bàn phím luôn. Đây có thể nói là một cái sự tương đối là màu mè nhưng mà mình thấy nó cũng khá là hay. Được cái là cái phần đèn LED RGB này và cái phần đèn ở bàn phím là nó hướng về người sử dụng. Thế nên là chúng ta sẽ là người được tận hưởng cái sự màu mè đấy, chứ không phải là kiểu đặt đèn ra phía sau rồi mỗi người ở bên ngoài người ta nhìn thấy cái màu thôi. Mình thấy cái đấy nó khá là kỳ, mình thích cái gì mà mình tận hưởng nhiều hơn. Màn hình của chiếc laptop này cũng là một cái điểm khá là đáng nói. Đây là cái màn hình có kích thước là 15,6 inch, nó là có độ phân giải Full HD và cái tần số quét lên đến là 240Hz. Nghe đồn con này có một cái bản nữa tần số quét lên đến là 300Hz cơ. Và thực sự là dùng cái màn hình này rất chóng mặt các bạn, nó rất là nhanh, nó cũng nhạy nữa. Các bạn nào mà sử dụng cái màn hình có tần số quét cao cũng sẽ hiểu. Với cái việc chơi game, đặc biệt là chơi những cái game bắn súng góc nhìn thứ nhất giống như ở CSGO ấy, thì sử dụng cái màn hình có tần số quét cao sẽ đem lại một cái trải nghiệm rất là đã các bạn. Tối hôm qua mình có bắn một vài trận bắn vui thôi. Đấy, ở trên cái con laptop này thì thực sự cái màn hình đem lại cho mình một cái trải nghiệm bắn nó rất là mượt, rất là thích. Đấy, bắn kiểu rất là lên tay, kiểu phong độ đạt đỉnh cao đúng không? Thắng đến 14-0 rồi. Cho đến khi có một thằng tàu mẹ mất dạy quyết định bật hack. Mẹ nó lộn ngay ngược dòng được. Cá chép hóa rồng đấy các bạn. Mỗi tội là rồng lộn. Về cái màu sắc thì mình thấy nó nằm ở mức gọi là ổn, nằm ở mức khá. Nhìn thì ok, sử dụng hàng ngày ok, không có yêu cầu quá cao trong cái công việc kiểu dạng như là chỉnh video hay chỉnh ảnh, thì mình thấy cái màn hình này là rất là ngon rồi. Sử dụng với cái việc xem phim hay là sử dụng cái mục đích giải trí hàng ngày thì ok, không vấn đề gì cả. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái bàn phím. Đấy, thì cái bàn phím này thì mình cũng chỉ trải nghiệm nhanh thôi. Chơi game thì mình cảm thấy nó chưa thực sự đã lắm.
Nếu như mà mình sở hữu con máy này thì mình sẽ dùng kèm nó với một cái bàn phím cơ bên ngoài. Thôi nó luôn sang cái phần cứng đi, bởi vì là mức giá đây đến là 55 triệu cơ mà. Thế nên là phần cứng nó phải như lào ấy, đúng không các bạn? Thì thực sự thì phần cứng của chiếc máy này rất là mạnh. Nó sử dụng con chip i7 thế hệ thứ 10, 10750H. Và nó có 16GB này, nó có 1TB SSD. Mình chỉ điểm qua những cái cơ bản như thế thôi, các bạn có thể thấy là chiếc máy này có cấu hình nó mạnh như thế nào. Thực sự thì khi mình sử dụng những cái tác vụ hàng ngày thôi, mình chơi game cũng không nặng lắm, chơi mỗi CSGO mà, thì nó rất là nhanh. Nó đảm bảo cho mình được một cái trải nghiệm người dùng mượt mà, rất là nhanh gọn, phản hồi cực kỳ tuyệt vời. Thế nhưng mà cái cấu hình, những cái con chip, những cái RAM hay là bộ nhớ chỉ là một phần thôi. Mà cái mình muốn nói đến là trên cái card màn hình ở trong này. Cái con card màn hình được sử dụng trong này ấy, các bạn, là của NVIDIA. Tên nó là GeForce RTX 2070. Nó là thế hệ card mới nhất bây giờ rồi. Thì các con card này thì mạnh thì không cần phải nói về cái độ mạnh của nó rồi nhá, mà mình muốn nói về cái công nghệ nằm trong cái con card này cơ. Con card màn hình, card màn hình đó. Thì chiếc card RTX 2070 này thì có công nghệ là Ray Tracing và DLSS 2.0. Thì Ray Tracing thì các bạn dịch nôm na nó là bắt theo tia sáng. Ray là tia sáng, còn Tracing là bắt theo. Hiểu nôm na ra ấy, thì nó là một cái công nghệ cải thiện về cái mặt hình ảnh, về cái mặt đồ họa liên quan đến hiệu ứng ánh sáng. Kiểu ví dụ như là đổ bóng hay là ví dụ như là phản chiếu ánh sáng. Khi mà chúng ta chơi game thì nó hay có nhiều nguồn sáng khác nhau trong game, kiểu ví dụ như là ánh sáng ngoài mặt trời chiếu vào này, rồi ánh sáng đèn ở trong phòng chẳng hạn. Thì cái công nghệ Ray Tracing này nó sẽ giúp tái tạo lại những cái hiệu ứng ánh sáng như của đồ bóng này, như mình nói đấy, phản chiếu ánh sáng trên những cái đồ vật, nhìn nó thực tế hơn, nhìn nó chân thật hơn, nhìn nó đã mắt hơn. Và tất nhiên thì với công nghệ này thì nó sẽ tiêu tốn tài nguyên của máy hơn, làm cho máy chạy hiệu năng nó không được như là khi chúng ta chưa bật cái công nghệ Ray Tracing này lên. Tất nhiên rồi, đánh đổi mà. Thế nên là chúng ta phải nói đến cái công nghệ thứ hai là DLSS, cái này là Deep Learning Super Sampling 2.0, phiên bản này là phiên bản mới hơn rồi. Mình có xem qua một số cái reviewer của nước ngoài thì họ đánh giá hai công nghệ này khá là cao. Thì khi mà kết hợp giữa cái công nghệ là DLSS với cái Ray Tracing này với nhau thì nó sẽ là một cái bộ combo khá là hợp lý. Bởi vì cái DLSS này thì nó là một cái công nghệ giúp chúng ta cải thiện cái hiệu năng của máy mà không làm giảm đồ họa. Tức là về cơ bản là nó sẽ giúp hình ảnh của chúng ta được render ra kiểu nhìn nó mịn màng hơn, nó sắc nét hơn. Thế nhưng mà nó lại không ảnh hưởng đến hiệu năng của máy. Thì về cơ bản là hai cái công nghệ này nó sẽ đi đôi với nhau để đảm bảo chúng ta một cái trải nghiệm tốt nhất về mặt đồ họa. Tuy nhiên thì về cái hiệu năng vẫn sẽ được đảm bảo, không bị hiện tượng giật lag. Về lý thuyết là như vậy, thế nhưng mà để test thì chắc có lẽ để đợi mình mua game đã các bạn. Bởi vì là hai công nghệ này thì nó sẽ hỗ trợ một số tựa game nhất định thôi. Có thể kể đến ví dụ như là Battlefield 5 hay là Shadow of the Tomb Raider đó. Hai cái tựa game đấy thì bây giờ mình chưa có. Và với một cái cấu hình phần cứng khủng như vậy thì mình nghĩ rằng là phần lớn những cái tựa game đang có mặt trên thị trường hiện nay, chiếc máy này đều hoàn toàn có thể đáp ứng được. Đều có thể chơi được. Tất nhiên nó chỉ có mượt hay là nó có đẹp hay không thôi. Mong rằng là hai cái công nghệ Ray Tracing và DLSS của cái camera màn hình RTX 2070 này thì nó sẽ được ứng dụng được nhiều tựa game hơn đó, để chúng ta có nhiều cơ hội để trải nghiệm hơn. Chiếc máy này thì khi mà chơi game chắc chắn nó sẽ nóng rồi. Và có một cái điểm nữa mình thấy là tản nhiệt nó cũng tương đối tốt. Chúng ta có thể thấy là nó có rất nhiều những khe tản nhiệt ở phía hai bên cạnh cũng có này, ở phía đằng sau nó cũng có này. Rồi chưa kể đến nữa là ở cái đít máy thì chúng ta sẽ có những cái đế cao su được nhô lên rất là cao như thế này, và có rất nhiều những khe tản nhiệt ở đây thì giúp cải thiện cái vấn đề tản nhiệt hơn. Thực tế khi mà mình chơi game ngày hôm qua thì mình thấy là cái con này nó không nóng lắm. Đấy là về vấn đề tản nhiệt. Còn về pin thì sao? Pin của con này thì đang có một cục pin tương đối to là 99.9 Wh. Về cơ bản vẫn mang lên được máy bay các bạn, chưa đến 100 Wh là vẫn mang lên máy bay rồi. Thì với cục pin to như này thì nó sẽ gia tăng được cái thời gian sử dụng pin hơn. Thực tế thời gian sử dụng pin là một cái điểm yếu có thể gọi là chết người trên cái laptop gaming. Đấy, mình muốn chia sẻ với các bạn một chút về cái con máy laptop gaming trị giá 55 củ. Thực sự là rất là đắt đỏ và xịn sò. Thế nên là những cái gì mà chúng ta nhận được thì nó cũng sẽ một phần nào đấy tương xứng. Thì mình thích cái chất lượng build của nó. Thực sự thích chất lượng build khá là ngon. Cấu hình cũng rất là mạnh nữa, đủ đáp ứng được phần lớn các tựa game hiện nay trên thị trường. Và cũng một phần nào đấy có thể đáp ứng được những cái công việc kiểu dạng như là edit video hay là chỉnh ảnh ở trên này. Nó cũng sẽ hoạt động rất là ngon. Thì có một cái điểm mình chưa ưng lắm là cái bàn phím thôi. Bàn phím này thì lúc mà mới đầu gõ vẫn chưa cảm thấy thích tay lắm. Có thể là mong là bản sau sẽ làm được một cái bàn phím nào đấy nó ngon hơn, có thể làm cho người sử dụng thích ngay từ cái sử dụng đầu tiên. Mình thì chắc là phải làm quen với con này nếu như mình có thời gian. Và đó là video trải nghiệm và đánh giá nhanh chiếc MSI GE66 Rider. Mình chọn con máy này vì thấy cũng khá là nhiều các reviewer khác khen. Không biết sử dụng như thế nào thì mong là sẽ có thời gian để trải nghiệm. Và không biết là các bạn đã được sử dụng chiếc máy này chưa, và các bạn có ý kiến gì về nó hay không thì hãy để lại cho mình biết ở phần comment ngay phía bên dưới nhá. Rất cảm ơn các bạn đã xem video này, và nếu thấy hay đừng quên là like, share cũng như là subscribe để ủng hộ cho kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Alo. À vâng. Vâng vâng, em quay rồi anh, vừa quay xong luôn. Yên tâm, không lộ ra là video quảng cáo ăn tiền đâu.
Em bịa ra là em có thằng em họ vừa thi xong lớp 10 nó mua mà. Yên tâm, link lủng các thứ rồi cấu hình em để hết ở mục mô tả rồi. Yên tâm, không 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 lộ ra là quảng cáo bán tiền đâu nhá. Nhá nhá nhá. Thế nhá, đây em phải đi nốt đây. Ba. Chết mẹ, như chưa tắt máy quay sao nhỉ? Thích nói cắt anh vừa rồi nhá, không lộ mất.